Wow, ầm ươm ơi, cái này đẹp quá trời luôn. Hello cả nhà, cả nhà nhìn mấy cái bánh waffle này có hấp dẫn không? Sáng nay Lani sẽ chia sẻ với cả nhà một cái công thức làm cái bánh waffle này rất là ngon và vừa dễ nữa. Lani nhìn thấy thèm quá. Thôi mình vào bếp nha. Lani sẽ dùng cái loại bột này ha, là 1 cốc rưỡi, nửa cốc nữa nè. Sau đó đó sẽ thêm nửa cốc bột bắp nữa nha. Đây là nửa cốc bột bắp đó, cho vào trong này luôn. Coi như là tất cả là 2 cốc rồi đó, 2 cốc bột. Nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê baking soda và nửa muỗng cà phê baking powder. Tiếp theo là cho 3 muỗng tablespoon đường. Bây giờ mình trộn bột lại cho nó đều. Tiếp theo mình sẽ cho 1 cốc yogurt. Lani sẽ dùng cái yogurt trắng này nè. Thì ở đây có hai hũ là một cốc yogurt đó. Cho 1 cốc sữa nha. Rồi đây là 3/4 cốc dầu. Lani ngày hôm nay dùng dầu ô liu nhưng mà cả nhà có thể dùng dầu avocado, dùng dầu bắp cũng được. Tiếp theo là mình cho 2 cái trứng. Nhà có thể cho vào nếu mà thích cái mùi này. Mùi vanilla này thì mình cho 2 muỗng ha. 2 muỗng nhỏ đó. Vậy là cái hỗn hợp của mình đã xong. Có thể dùng đồ đánh bằng tay hoặc cái máy nhỏ nhỏ bằng điện cũng được. Có cái máy bằng điện thì nó đánh lẹ hơn, nhưng mà ra đi cái đánh bằng tay cũng được rồi. Đánh cho tới khi nào á, mà cái bột của mình á, hả, nó mịn luôn thì thôi. Nhìn bột như vậy là mịn rồi nè cả nhà. Đó, đánh vậy là đánh tới rồi đó. Thấy bột rất là đều ha, không có còn những cái hạt nhỏ nhỏ nữa, không có lỏng, vừa đủ, nhìn đẹp chưa? Đó, bây giờ là mình có thể đi đổ bánh được rồi nè. Nó bốc lên mùi yogurt rất là thơm cả nhà ơi. Dani cũng thử nhiều công thức rồi đó, nhưng mà thấy cái công thức này hình như là vừa ý nhất, ngon, bánh thì lại hả rất là xốp á, mà rất là thơm nữa, cho nên Dani chia sẻ với cả nhà ngày hôm nay. Giờ mình đi đổ bánh nha. Bây giờ Lani sẽ dùng cái máy này để đổ bánh nè. À, đã bật on rồi. Giờ mình phải cho một chút dầu cho mặt dưới ha, rồi cho mặt trên luôn nè. Cái máy này đổ được hai bên cả nhà. Một bên này là cái bánh gốp. À, còn nếu mà mình xoay mặt lại á, bên này á, là đổ được cái bánh mỏng mỏng vậy thôi nè. À, nhưng mà ngày hôm nay là mình không có đổ bên này. Ở đây mình cũng có thể đổ trứng nữa đó, tiện lắm cả nhà. Mình đổ 1 cái ca bột như vậy là đủ vừa cái bánh. Đậy lại xong cái mình quay. Đó, giờ nó kêu cái nó chín. Cả nhà nhìn thấy máy nóng ghê không, bốc khói luôn nè. Đó, nó đang nấu đó, để mình coi chín chưa ha. Cả nhà ơi, vàng ươm rồi nè. Ôi Lan đi đổ bên này bị thiếu một chút rồi.
Bên này cũng vàng luôn rồi. Vậy là được rồi nghe cả nha. Nhìn cái bánh nè à, rất là ngon à. Giờ mình lại chét dầu nữa, đổ cái thứ hai. Lần này để Lan đi ráng đổ đều một chút xíu. Đó, để nắp lại. Quay lại nè. Đó, rồi mình chờ tiếp. Cứ như vậy mà làm ha. Nè cả nhà, ở đây nó có hai cái nút ha. Bên này một cái là làm pancake, còn một bên này là làm waffle giống như mình đang làm. Thì mình có một cái nút này để mình điều chỉnh là nó xoay nè, 1 phút, 2 phút, tới 6 phút ha. Lani khi nãy điều chỉnh 1 phút rưỡi, nhưng mà Lani mở trước giờ luôn đó nha cả nhà. Bởi mình phải canh canh chút xíu, tại vì lỡ khi nó bị cháy, khi nào mà mình khích một cái độ nào đó thì mình để yên ha. Còn bên này là lúc mà mình làm cái bánh pancake đó, thì mình mới bật ở bên này. Mình có thể làm luôn cả hai cái cho cả nhà cùng một lúc, mình cứ xoay qua xoay lại thôi. Cái máy này rất là tiện lợi luôn cả nhà ơi. Cả nhà có thể mua trên Amazon nha, nếu mà thích cái máy này. Nó mới kêu rồi cả nhà ơi. Đó, thấy vậy là đủ vàng chưa? Lần này cái bánh nó đều hơn nè, nhìn đẹp hơn nè. Được cái thứ hai à, trời ơi, thấy giòn á. Rồi vậy là mình cứ tiếp tục đổ nha cả nhà, đổ đến chừng nào hết bột thì thôi. Nếu Lanh đi nhớ không có lầm là hình như đổ cũng được 6 cái á, 5 cái 6 cái gì á. Một cái bánh vậy ăn đâu có hết đâu. Cả nhà thấy không? Nó chia ra thành 4 cái ô, mình có thể tẻ ra đó, bẻ ra mình ăn. Người nào ăn mạnh thì ăn hết nguyên cái. Cả nhà ơi, đang đổ bánh mà nhìn ra đằng sau vườn nhà đó thấy đẹp quá trời luôn à, cho nên quay luôn cho cả nhà coi nè. Không biết cả nhà có thấy rõ không? Ôi, quá là đẹp luôn cả nhà ơi. Những cái cây á hả, nó được động lại tuyết ở trên đó, nó bám ở trên, nó nhìn nó hả, nguyên cái khu vườn đằng sau nhìn thấy mê lắm, rất là đẹp luôn. Ngày hôm nay thì trời lại nắng nè, mỗi lần mà trời nắng vậy đó cả nhà, rất là lạnh luôn chứ không phải giỡn đâu. Trời âm âm u vậy mà đỡ lạnh hơn là trời nắng đó, lạnh teo luôn á cả nhà. Nhìn thấy bầu trời xanh không? Nhưng mà rất là lạnh luôn đó. Trời ơi, đẹp chưa? Anh đi nhìn còn khay khách nữa đó. Lát nữa vừa ăn bánh vừa ngắm cảnh đẹp ha. Coi có sướng không nè. Ôi thôi, phải quay lại đổ bánh rồi. Cái này là cái cuối rồi cả nhà ơi. Rồi, vậy là đổ xong rồi. Giờ có thể thưởng thức rồi cả nhà ơi, đói bụng quá. Đó. Rồi cái máy thì mình để vậy, tắt điện cho nó nguội rồi mình mới chùi rửa sau. Cái nút off ở đây nè. Nè cả nhà, được 5 cái bánh. À, 2 cái đây. À, 3 cái bên này. Ồ, thấy vậy chứ rất là nhiều luôn á, cả nhà thấy không? À, một miếng vậy nè, một cái bánh tròn vậy là có thể chia ra được 4 miếng đó. Ăn mệt nghỉ luôn. Giờ mình có thể ăn với ăn không vậy cũng được ha. Có nhiều người họ thích ăn không, hay là bỏ mấy cái topping ở trên đó, mình có thể bỏ vô gua, bỏ trái cây ha, decor rồi mình ăn. Anh ấy thích ăn với trái cây. Cả nhà có thể rưới siro lên ăn cũng được nè. Thường thường thì Lani thích ăn với những cái trái
strawberry, blueberry hay là raspberry đó, những cái trái đó, nhưng mà giờ không còn trong nhà, chỉ có chuối thôi. Ơi mùa đông bên này không phải trái cây nào cũng có để mà mua thường xuyên đâu, nhiều khi tuần này nó có cái này, tuần kia nó có cái kia. À, đây nè cả nhà, giờ thử bẻ cái bánh ra cho cả nhà xem. Mời cả nhà ăn nha. Rất là ngon cả nhà ơi. Cái bánh nó không có bị khô, tại trong này nó có yogurt á. Nhiều khi những cái công thức làm ra nó bị khô là mình không thích. Cái công thức này là mình rất là thích luôn. Ngon quá. Nhưng mà phải rưới siro vô ăn mới ngon, rồi cắt chuối ra nữa. Hay là mình có thể bỏ vô trực tiếp lên cũng được. Cái bánh nó ngon ở cái chỗ bên ngoài thì nó giòn, còn ở bên trong thì nó lại xốp. Thường thường có mấy cái trái kia thì để co lên trên á, cái bánh nó đẹp hơn nhiều. Bữa nay không có. Ăn gì thì đỡ cũng được. Có ly cà phê nữa nè cả nhà. À, ngày hôm nay được ông xã làm ly cà phê. Thường thường Lan đi uống cái hiệu Dimon rồi. Còn bữa nay hết cái đó rồi là cái loại gì ta? Tô mì loại gì ta? Không có nhớ cái nhãn hiệu nữa hả? Khoan chờ chút mà để Lan đi lấy cho. Đây nè, là Trung Nguyên cả nhà ơi. À, thấy cái này cũng được. Hình như là người em họ ở Việt Nam làm ở cái hãng này đó, không biết nhớ có lầm hay không nữa. À, thấy uống cũng được được, nhưng mà Lan đi vẫn thích cái cà phê Dimon trong cái hộp dày nè, sắc vậy luôn, nhưng mà màu vàng. À, cái này dĩa của Lan đi, Lan đi chỉ ăn được vậy thôi, không có ăn được nhiều. Ăn với chuối ngày hôm nay. Mấy trái kia không có con ơi. Gia đình Lan đi đang ăn sáng. Mấy người đó chờ cũng hơi lâu, tại Lan đi vừa làm video vì vừa chia sẻ cho nên nó hơi bị lâu. Ngon quá cả nhà ơi. Mùa đông tuyết lạnh ở ngoài đường mà trong làm được một buổi ăn sáng vậy thì đỡ phải đi ra ngoài đường mua đồ ăn sáng. Mà Lan đi cũng ít ăn sáng cả nhà ơi, nói thật luôn á. Lúc nào sáng sớm vậy cũng chạy đi làm trước đó, rồi tới đó là tính sau. Rồi cảm ơn cả nhà xem video nha. Thử làm cái công thức này coi có ngon hay không. Rồi chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Nhớ chia sẻ video, like, share, comment để ủng hộ Lan đi nha. Bye bye.